chính là ở đây. Các anh tới đây để làm gì? Xét cho tao. Dạ. Nè, hôm bữa không phải mấy người xét rồi sao? Tôi nhận được tin con nhỏ đó với thằng đánh lén tôi trốn ở đây. Rõ ràng tôi nhìn thấy có người đưa thuốc vào cửa hàng của bà. Bà mập mạp to xác như vậy nhìn đâu có giống bị bệnh chứ. Nè, mấy người xét xong một lần lại xét nữa, tôi không cần phải làm ăn hả? Bà đừng có ý là con của bà là Long Thành Hổ thì tôi sợ bà nha. Hội đồng hương làm việc, Quan Âm Bồ Tát cũng không bảo vệ được cho bà đâu. Chuyện của tôi không liên quan tới nó. Nếu tôi tìm được con nhỏ chết tiệt đó ở đây, tôi cả đống lý do xử luôn con trai của bà đó. Xét. Nếu không phải tới ủng hộ, người nào đạp qua cái mức này, tôi sẽ đánh người đó. Thả má xuống đất đi. Tôi đếm 3 tiếng, làm thức cút đi. 1, 2. Lần này có người ngang nhiên mạo phạm hội đồng hương ha. Bà nhà chúng ta đồng ý giết chúng làm gương. Mày là người của Khá Vạn Trường, không lẽ mày cãi lại đại ca của mày hả? Hả? Ở trước mặt má của tôi, tôi chỉ có một thân phận mà thôi, đó chính là con của má tôi. Cho dù mày đánh thắng được tao, bộ mày đánh thắng được trên dưới cộng lại mấy trăm người của hội đồng hương hay sao chứ hả? Tôi mặc kệ có bao nhiêu người, ai phá má của tôi, tôi gặp thần với thần, gặp Phật với Phật. Dừng tay! Tôi mặc kệ các người ai đến này. Phùng Hà Mãn, anh xét rồi mới chịu đi về phải không? Ở đây là địa bàn của tôi, không tới phiên anh ra vào tự tiện. Nếu xét không được, để lại một bàn tay cho tôi. Sợ bà sao? Xét cho tao. Nghe đây, xét thật kỹ cho tao. Cả ổ chuột cũng không được bỏ sót. Bắt được con nhỏ chết tiệt với cái thằng trời đánh đó, lập tức nhận chúng ta đi. Dạ. Anh Hà Mãn, trận nhà có gác ngầm nè. Quả nhiên có mánh khóe. Lên đó xét. Dạ. Nếu như mà tìm được người thì không chỉ để lại bàn tay đơn giản như vậy. Xét không được, không chỉ để lại bàn tay, còn phải để lại số tiền mua hết đồ của tôi. Anh Hà Mãn, không có gì hết. Đi. Anh Hà Mãn, đi về như vậy sao? Buôn bán của hôm nay tôi trả hết. Đi. Nè nè nè, là đàn ông thì nói được phải làm được nha. Anh Hà Mãn à, áo nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi nói là để lại bàn tay, chứ đâu có nói để lại bàn tay của ai đâu chứ. Đau quá. Im miệng đi. Đây chỉ là mở màn thôi, về rồi thì sẽ từ từ tính sổ tiếp. Cho tôi tin dịch hả? Đưa nó đi. 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 Bỏ lên. Cứu tôi với. Cứu tôi. Nè, cậu không mua đồ thì rời khỏi đây đi. Tôi cho rằng cậu và Phùng Hạ Mãn không khác gì nhau. Cậu làm cái gì vậy? Không bán nữa, đóng cửa đi. Con lớn lên ở đây, có chỗ nào mà con không biết chứ? Đừng gây phiền phức cho má tôi nữa. Nếu không lần sau tôi được tôi ra tay.